Cái chảo nó nhỏ quá, mình phải cho qua cái khuôn kia, cái nồi kia cho cái dầu mà nó nóng cái khuôn á. Cái khuôn này nó cũng to nữa. Cái dòng lên. Nhung xin chào cô bác và anh chị em. Hôm nay Nhung làm một cái món bánh rế Việt Nam tuổi thơ của mình nha các bạn. Cái bánh này Nhung hồi làm năm lúc năm 83 1983 Nhung làm cái bánh này Nhung bỏ mối á các bạn, ở quận 8, cái dãy lô quận 8 Phạm Thế Hiển đó. Các bạn có thể ở Việt Nam quận 8 thì các bạn biết là có dãy nhà lô của người Campuchia đó. Người ta làm cái món này người ta bán bỏ mối đó. Hồi xưa Nhung có làm cái này bỏ mối đó. Cực lắm món này á. Nếu mà các bạn thích cái món này cùng vào bếp làm với Nhung nha. Nguyên liệu ở đây Nhung có là 300g đường cát vàng. Bột gạo thì Nhung sử dụng 300g. Cái này bịch này 400 các bạn. Ở đây là mè đen. Thì mình có thể thích bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu. Nhung cân ở đây là 100g nhưng mà có thể là ít hơn các bạn. Một gói vani. Một lon nước cốt dừa. 150g bột mì đa dụng. Nước thường đây là 400ml nước. Đây là cái khuôn Nhung làm bánh rế nè các bạn. Cái khuôn ở đây là Nhung tự làm nha. Mình mua sắt á. Mình mua cái chỗ mà nó bán sắt á các bạn. Mình tới rồi mình mua xong rồi mình hút á. Mình tự làm. Khuôn nhỏ, khuôn lớn. Cái khuôn này là hồi đó là Nhung ở Việt Nam Nhung thấy người ta làm đó các bạn. Đứng đó nhìn người ta làm đó. Bây giờ Nhung bắt chước cũng làm theo. Mình phải nhúng dầu, nấu dầu nha các bạn. Dấu nấu 2-3 ngày đó, rồi xong mình ngâm để đó. Thì nó mới tróc được nha. Nhung rất là thích cái bánh này. Bánh này hồi xưa là Nhung làm bán đó, bỏ mối cho người ta ở quận 8 đó. Bây giờ Nhung sẽ làm lại cái món này. Ở Việt Nam bán thì nó không có nước cốt dừa nha. Mình làm thì mình tự pha chế có nước cốt dừa ăn nó ngon hơn. Bột mì ở đây Nhung cứ cân cho chỗ đây hết rồi, bây giờ cho bột gạo vô đây luôn các bạn. Một muỗng cà phê muối. Cái vani mình cho hết một gói vô đây luôn. Một gói ở đây là 8g các bạn. Đường cũng cho vô đây luôn. Cho nước cốt dừa. Nước mình cho vô đây hết luôn. Quậy đều lên ha. Thiếu nước mình sẽ cho thêm nha các bạn. Mới lâu lắm rồi, mấy chục năm mà bây giờ Nhung mới làm lại. Giờ Nhung cho thêm 300ml nước nữa. Tổng cộng nước là 700ml nước. Mình thử bột nha các bạn. Giờ mình sẽ để ở đây mình ủ khoảng chừng 20 phút mình quay trở lại mình làm nha. Cần bột gà, bột gạo đó. Cho nên là bột gạo nó hơi nhiều. Mình sẽ cho thêm 50g bột mì thêm nữa nha các bạn.
Thì Nhung chuẩn bị khi nào mà đổ bánh đó các bạn. Các bạn cho ra cái tô ở đây ha. Cái chén ở đây nè. Cái mình chồng lên thì cái bánh mình nó sẽ thành cái giống như cái rổ vậy đó. Cục đá nè các bạn. Đá Nhung lụm ở ngoài đó, cần bao cái bao ni lông lại cho nó sạch sẽ. Giờ Nhung để hai chú khúc rồi, bây giờ mình cho phân nửa của mè đen nha các bạn. Một lát mình sẽ cho thêm, mà đừng có cho hết lần một. Rồi mè đen này nó nổi trên đó. Lát nữa đây mình làm hết ở trên, cái ở dưới nó không có nữa, cho nên là mình phải bỏ tiếp sau. Các bạn vậy cái bột á các bạn, tùy theo cái bột mỗi dùng nha. Của cái bột mà các bạn cảm thấy nó hơi sệt sệt như này các bạn, đừng có lỏng quá mà cũng đừng quặt đặc quá nha. Ở đây Dung cứ dùng thêm một cái nồi nhỏ. Cái nồi lớn này mình cho dầu ít thôi, để cho mình nung cái khuôn á. Nhiều khi cái chảo mình nó chặt quá đó các bạn. Hồi xưa Việt Nam thì chảo nó to lắm, bên đây mình không có chảo đó. Bây giờ mình sẽ thử cái dầu nó nóng cho nha các bạn. Thì ra nóng rồi. Trước khi làm các bạn quẩy bột lên cho nó đều. Giờ Nhung sẽ nhúng bột nha. Chờ khi nào nó vàng hết á mình sẽ lấy ra các bạn. Cho nên là nó hơi bị dính chút xíu á. Đợi nó vàng hai bên rồi nè các bạn. Các bạn lấy cái rổ này nha, mình cúng cái dầu ra đó. Cho nó ra hết ráo dầu. Nó còn dũng gì nè. Cho ra cái tô. Tô đây nè các bạn. Nhung lấy cái chén ở đây Nhung dần lên. Thì sẽ thành cái khuôn nha. Thì Nhung sẽ nhúng thêm cái nữa. Phải xèo gì rồi mới nóng. Bây giờ mình sẽ lấy ra nè. Mình lấy cái kia vô xong mình lấy cái này ra. Cái bánh mình đẹp không? Cái chảo nó nhỏ quá mình phải cho qua cái khuôn kia, cái nồi kia cho cái dầu mà nó nóng cái khuôn á. Cái khuôn này nó cũng to nữa. Đây Nhung làm được như đây nè.
Đẹp quá ha. Đằng sau chúng cho thêm mè nữa các bạn. Cho mè nhiều nhiều ăn cho nó thơm nè. Có dặn vậy thôi. Đây mình đã làm xong rồi các bạn. Bánh rế Việt Nam. Mình làm cũng được là một cái chồng vậy là được 6 cái các bạn. Làm cũng được là 40 mấy cái. Còn mấy cái nhỏ nhỏ nữa các bạn. Đây là cái khuôn nhỏ nè. Bởi vì là lâu quá rồi đó. Mình mới làm lại. Cái khuôn nhỏ thì nó không có được đẹp lắm. Cái này là cái cuối cùng đó các bạn. Mình cho cái thau nhỏ, cái mình lấy cái khuôn nhỏ mình đổ thì nó mới vừa cái bột. Đây rất là tuyệt vời nè. Đây mình làm cái bột này nó lâu lắm rồi các bạn ơi, mình mới pha cái chế lại nha. Các bạn ấy nhìn về công thức Nhung sẽ làm ghi sao nha. Mười mấy năm rồi Nhung mới làm lại đó, cho nên là công thức mình không có nhớ hết nha. Nhung có pha bột bao nhiêu thì mình sẽ ghi vào cái mô tả nha các bạn. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới. Nhung chúc các bạn thành công mọi việc. Bye bye.